Xin kính chào quý vị khán giờ là 11 giờ 15 phút, cũng là thời điểm các sĩ tử vừa kết thúc môn thi tổ hợp lý hóa sinh, một kỳ thi với nhiều sự thay đổi đã từng khiến các thí sinh phải lo lắng trước giờ vào phòng thi. Thì sau hơn một ngày thi, thực tế cũng như những câu chuyện hậu trường của kỳ thi đã diễn ra như thế nào, hãy cùng theo dõi trong 15 phút tiêu điểm hôm nay. Tôi Thu Hương của Chuyển động 24 giờ. Sau khi thì em cảm thấy cũng khá là nhẹ nhõm bởi vì đề cũng không quá khó, đơn giản hơn cái đề minh họa của bộ. Không phải là khó lắm, đạt điểm được 8 thì bình thường. Vâng, có vẻ như là đề thi ngày hôm qua không làm khó các em thí sinh, kể cả với hai bài thi quan trọng là ngữ văn và toán. Mặc dù môn toán lần đầu tiên thi dưới dạng trắc nghiệm đã khiến nhiều thí sinh khá hồi hộp trước đó. Vâng, tuy nhiên là qua trao đổi với các phóng viên thì nhiều thí sinh đã cho biết là các em rất là tự tin có thể đạt được điểm 7 và điểm 8. Và một điểm hoàn toàn khác biệt so với mọi năm, đó chính là không còn cảnh tắc đường, cảnh chen chúc cả những thí sinh và phụ huynh mệt mỏi trong những khu nhà trọ. Bởi năm nay các em sẽ thi tại cụm thi địa phương, chính là tại các trường trung học phổ thông theo học. Vâng, và còn trong sáng nay thì các thí sinh đối mặt với một thử thách mới với bài thi khoa học tự nhiên là tổ hợp của 3 môn vật lý, hóa học và sinh học. Tức là trong cùng một buổi sáng, các bạn thí sinh phải làm đồng thời 3 môn thi, mỗi môn thi trong thời gian 50 phút và cũng theo hình thức trắc nghiệm. Và chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp với phóng viên Vũ Em hiện đang có mặt tại một điểm thi ở thành phố Hồ Chí Minh, và phóng viên Vũ Em sẽ mang đến những thông tin mới nhất sau buổi thi sáng nay. Vâng, xin mời anh Vũ Em ạ. Vâng, xin chào chị Thu Hương và xin chào quý khán giả. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông Trưng Vương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy là kết thúc môn tổ hợp đầu tiên trong sáng nay, và mỗi môn là 50 phút thì có thể là năm nay có khả năng là gây áp lực đối với các thí sinh hay không. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến chia sẻ của các em. Xin chào, em là Sang. Em cho biết là năm nay với cái thời gian như vậy và cái lần đầu tiên tổ chức môn tích hợp như vậy thì em đánh giá đề thi năm nay như thế nào? Dạ, đề thi năm nay em nghĩ là có tính phân loại cao, cũng khá là hay. Nếu mà học sinh khá có thể làm trên 70%. Cảm ơn em. Còn em thì em thấy năm nay cái đề thi với cái lần đầu tiên mình trải qua cái kỳ thi tích hợp như vậy thì em thấy ra sao? Dạ, thấy cũng bình thường, tại vì đề nó không quá khó. Đề chắc, tại vì nó là đề trắc nghiệm cho nên cũng nếu mà câu khó thì nó cũng nằm ở dưới phần cuối cho nên mình làm được phần đầu. Vậy thì em tự tin là em sẽ được khoảng bao nhiêu phần trăm số điểm? Dạ, không biết, chắc cỡ 80% môn cuối chăng. Xin cảm ơn em. Như vậy là chúng ta có thể thấy là các thí sinh cũng khá là tự tin với phần thi của mình. Và thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thì cũng rất là thuận lợi cho các thí sinh. Cùng với đó là sự đồng hành của các bạn sinh viên tình nguyện ở đây. Thì hy vọng là trong ngày hôm nay các kỳ thi môn tích hợp sẽ diễn ra tốt đẹp. Xin trở lại trường quay. Vậy xin cảm ơn phóng viên Vũ Em. Và theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được liên quan đến đề thi của kỳ thi sáng nay thì một số đề môn vật lý phải đính chính sau giờ thi sáng nay. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết do sơ suất từ việc in 7 mã đề thi môn vật lý, ban đề thi đã kèm đính chính và hướng dẫn cho các cán bộ coi thi và thí sinh gửi kèm đề thi. Tuy nhiên, đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết sự việc trên không gây ảnh hưởng đến kết quả làm bài thi của thí sinh. Do lỗi này đã được phát hiện từ trước, ban đề thi đã đính kèm bản đính chính để sáng nay, ngày 23 tháng 6, các em thí sinh làm bài chứ không phải là phải đến sáng nay mới phát hiện ra lỗi trong đề môn vật lý. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kỳ thi này trong các chương trình tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, sức nóng của kỳ thi này không chỉ thấy ở các điểm thi mà còn ở trên mạng xã hội nữa. Ví dụ như những hình ảnh mà quý vị theo dõi sau đây. 3 năm đèn sách không bằng cắp nét tai nghe. Các bạn chỉ việc ăn chơi tiệc tùng, còn việc thi cử để chúng tôi lo. Bán và cho thuê tai nghe không dây, đảm bảo không ai có thể nghe hoặc nhìn thấy. Đây là những chiêu thức mà các tài khoản Facebook bán và cho thuê tai nghe không dây bất hợp pháp quảng cáo rầm rộ trên mạng. Trước và trong kỳ thi, các thiết bị này thường bị cháy hàng. Có phải bên mình đang bán tai nghe siêu nhỏ không anh nhỉ? Đúng rồi, bạn ơi. Anh ơi, bây giờ em muốn lấy một cái thì có được không? Thì bọn mình hết hàng rồi.
Vâng, chúng tôi rất cân nhắc khi đưa nội dung thông tin mà quý vị vừa theo dõi vì e ngại sẽ có một bộ phận sĩ tử học theo để gian lận trong thi cử. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần nắm được các chiêu thức gian lận như vậy để phát hiện, ngăn chặn nhằm đảm bảo sự công bằng cho tất cả các thí sinh. Sau nhiều cú điện thoại gọi tới các tài khoản giao bán khác nhau, nhóm phóng viên cũng tiếp cận được một người bán tai nghe siêu nhỏ trên đường Cổ Nhuế. Người này mang đến một thiết bị tai nghe tự chế chỉ nhỏ bằng hạt đậu và một bộ phận gắn sim để nhận cuộc gọi từ bên ngoài. Tiếp cận với một địa chỉ bán tai nghe siêu nhỏ khác trên đường Vũ Phạm Hàm, quận Cầu Giấy. Người bán hàng quảng cáo, loại tai nghe siêu nhỏ này là hiện đại nhất, tuyệt đối an toàn và có thể dễ dàng ngụy trang. Mình muốn ngụy trang ấy, cái pin mình nhét vào xuống cặp quần ấy. Bộ này là bao nhiêu? 1,3 triệu. Tai nghe siêu nhỏ còn được người bán cho thuê với giá hợp lý, 150.000 đồng một ngày. Hầu hết đều là các sản phẩm tự chế, không có nhãn mác hay hóa đơn chứng từ. Theo các luật sư, buôn bán các thiết bị tai nghe lén là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Hiện nay đa số các tài khoản giao bán tai nghe siêu nhỏ trên Facebook đều là bất hợp pháp. Tuy nhiên, việc xử lý cũng gặp nhiều khó khăn do các đối tượng chủ yếu bán chui, không cố định địa điểm. Về sự tự tin, tâm lý thoải mái là yếu tố quan trọng để giúp các thí sinh làm bài tốt nhất. Thế nên, việc phải lúng túng phụ thuộc rồi lo sợ bị phát hiện ra mang thiết bị gian lận chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tâm lý làm bài của các em. Đó là chưa kể nếu vi phạm có thể ảnh hưởng đến cả một tương lai phía trước của các bạn trẻ, trong khi các bạn hoàn toàn có thể chinh phục kỳ thi bằng chính năng lực của mình. Như câu chuyện của một cô gái mù mà chúng tôi sắp kể dưới đây, hẳn sẽ đem đến cho nhiều người những cảm xúc khâm phục về ý chí của một sĩ tử. 4 giờ sáng, căn phòng trọ đã lên đèn. Minh Thư đang chuẩn bị cho ngày thi thứ hai. Vào thành phố Hồ Chí Minh học khi còn rất nhỏ, cô bé khiếm thị Nguyễn Thị Minh Thư ở Khánh Hòa đã mang theo một ước mơ giản dị nhưng rất đẹp, đó là phải học thật giỏi để thi vào đại học. Em xa nhà từ năm em 15 tuổi, lúc đó vào đại học lớp 6. Em muốn rằng sau này mình học ra, mình làm được công việc mong muốn, rồi có được một số tiền nho nhỏ để xây dựng một cái trường ở ngoài quê của em, để cho mấy em ngoài đó có thể đi học giống như em ngày xưa. Bé có một cái ước mơ rất là lớn, một cái nghị lực sống vô cùng mãnh liệt. Em cảm thấy rất là vui và em lúc nào cũng ủng hộ những cái quyết định của bé. Mấy cái bạn chung giống như em á, thì đa phần là xét tuyển vào các trường đại học. Tại trường đại học mà em mong muốn không có xét tuyển nên là buộc lòng là em phải cố gắng đi thi. Tuổi tác thì em nghĩ không quan trọng đâu. Khi nào mà thật sự đủ khả năng, đủ tiền vốn, đủ kinh phí và người hỗ trợ thì em sẽ quay trở về quê hương để xây dựng trường mà em mơ ước. Thật sự rất là vui khi có một cái học trò khiếm thị mà các em lại biết không chỉ vượt qua cái khó khăn của chính bản thân mình mà còn nghĩ đến việc là sau này sẽ giúp ích cho những bạn khuyết tật khác. Nếu mà mình cứ ủ rũ mãi thì cũng không làm được gì. Mình vui vẻ sống và cuộc đời nó sẽ tươi đẹp hơn. Đại học đó là một cái bước đường dự định của em. Nếu mà lần này em thi rớt, em sẽ cố gắng thi vào đợt sau. Vâng, vẫn luôn có nhiều cánh cửa chào đón các bạn trẻ đến với tương lai. Ngoài nỗ lực của mỗi thí sinh, chúng ta còn thấy có rất nhiều người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trên con đường học hành của mình. Như câu chuyện về những giáo viên ở các tỉnh miền núi, lo cho các em từng bữa cơm, từng nơi ăn chốn ngủ. Trong những ngày thi này, thì các thầy cô ở các vùng sâu, vùng xa còn có nhiệm vụ là túc trực để đón các thí sinh trong trường hợp các em ngủ quên lịch hay là đi muộn. Và thực tế này đã diễn ra ngay trong buổi thi đầu tiên ở điểm thi trường Trung học phổ thông số 1 Simacai, Lào Cai. Cổng trường Trung học phổ thông số 1 Simacai trước giờ thi, gần 30 giáo viên, tình nguyện viên và đội ngũ xe ôm miễn phí liên tục túc trực, chỉ chờ tin báo từ phía trong phòng thi là sẵn sàng lên đường đón thí sinh. Không nằm ngoài dự đoán, chưa đầy 5 phút vào phòng thi đã có người thông báo hai thí sinh vắng mặt. Ngô Văn Tâm đấy lại mang theo qua lớp em còn thiếu hai học sinh đấy nhá. Các em ra ngoài này ở trọ cũng có thể ở cùng một mình, không ở cùng các bạn nên là cũng không rủ nhau đi thi.
Theo quy định, sau 15 phút kể từ khi bắt đầu tính giờ làm bài thi, thí sinh nếu vắng mặt sẽ tính là bỏ thi, đồng nghĩa với việc không được xét tốt nghiệp. Liên lạc bất thành, thầy cô lại vội vàng đến tận nhà đón các em. Áp lực chạy đua với thời gian là cực kỳ căng thẳng khi đã sát giờ thi. May mắn tìm được em học sinh chót ngủ quên ở nhà. Hiện tại bây giờ có một trường hợp chưa đến, các thầy cô cũng đi tìm hết rồi, nhưng không biết là em ở đâu. Đưa được em học sinh cuối cùng đến trường cũng là lúc bắt đầu phát đề thi. May mắn hôm nay thí sinh đi thi đông đủ, nhưng ai dám chắc những buổi thi sau không có thí sinh đến muộn, ngủ quên, và giáo viên lúc đó lại sẵn sàng lên đường. Vậy sau 12 năm đền xét, các em đã bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Chúc các em sẽ đạt được kết quả cao nhất, xứng đáng với những nỗ lực học tập trong suốt những năm qua của các em. Cánh cổng trường đại học đang chờ đợi các em và còn rất nhiều những công việc có ích cho cộng đồng đang cần các bạn tân sinh viên tham gia góp sức.